Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu ngày 28 tháng 4 năm 2024. Trước hết chúng ta đến với Bangladesh. Bangladesh là nó nằm ở đông bắc của Ấn Độ. Đây là Ấn Độ, Bangladesh. Bangladesh chúng ta biết là vừa rồi mới có bầu cử thủ tướng và cái bà thủ tướng đã 2-3 nhiệm kỳ đã tái đắc cử. Và hôm nay thì bên Ấn Độ cái tuần này cũng là cái tuần bầu cử. Cái đảng của ông Modi hiện nay đang thắng lớn. Có thể ông nói rằng là ông Modi đang là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời các ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng của Ấn Độ. Và cái bà Bangladesh tiếp tục hâm nóng quan hệ với Ấn Độ. Trước đây là vốn đã lạnh nhạt khi Bangladesh có ý là coi như sẽ thân Trung Quốc hơn. Hiện nay các cái nước mà giáp giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã đều có cái xu hướng hoặc là Ấn Độ hoặc là Trung Quốc. Nhưng mà dạo này thì Trung Quốc đang nổi lên rất là mạnh, chính vì thế cho nên là cái quan hệ đối với Ấn Độ cũng đã sẽ giảm đi. Ví dụ như Nepal hay Bhutan, Bangladesh và thậm chí Sri Lanka cũng như là Maldives ở dưới này. Đấy, kể cả Pakistan, người ta biết lợi dụng những cái mà mâu thuẫn giữa Ấn Độ với các nước lân cận để mà Trung Quốc nhảy vào. Hiện nay Bangladesh cũng đang muốn hâm nóng lại cái quan hệ đối với Ấn Độ, cũng không ngoài cái mục tiêu, tức là cân bằng trong các quan hệ đối với các cường quốc. Philippines bác cái chuyện đã có thông tin là coi như là đi đêm với Trung Quốc để bàn về cái đảo gọi là bãi cỏ mây. Thì cái bãi cỏ mây này đang gọi là tranh chấp. Bây giờ lại thấy có vẻ im im thì người ta đang nghi là chắc là có vẻ là đi đêm rồi, có những cái thông tin riêng với nhau rồi. Campuchia tại Kampong Speu. Cái tỉnh này nó tỉnh ở phía tây nam của đây các bạn. Sự việc thì hôm nay nó có một cái vụ nổ khu kho đạn dược làm 20 binh sĩ của nước này gọi là đã tử nạn. Chúng ta có thể vào Kampong Speu. Đây là một cái tỉnh nó giáp nó kề nó cách một Thái Lan là một tỉnh nữa các bạn. Còn là Campuchia thì chúng ta thấy là hầu như là các đền thờ miếu mạo rất là nhiều. Đầu hết luôn. Chúng ta chỉ tình cờ chúng ta vào một chỗ là chúng ta lại thấy ngay là đấy, để chúng ta vào có thể vào một chỗ khác của Kampong Speu các bạn nha. Vào một chỗ này. Đây, phải được giống Việt Nam. Nói chung Campuchia nó phát triển rất nhanh, dân số thì nó thấp hơn Việt Nam nhiều và diện tích cũng thấp hơn nhiều. Nhưng mà được cái đồng bằng sông Cửu Long rất là chủ phú. À xin lỗi, đồng bằng sông Mekong rất là chủ phú. Cho nên là họ đã phát triển rất là nhanh, đi đúng hướng nữa. Hiện nay tại Iraq. Iraq là cái nơi này có thể nói là đang là khu Trung Đông cũng rất là phức tạp. Và Ấn Độ này thì chúng ta qua bên tay trái thì chính là vùng vịnh. Iraq thì nằm ngay trong vùng vịnh này. Thì Iraq đã thông qua một cái luật hình sự về cái quan hệ đồng giới. Nếu mà có quan hệ đồng giới sẽ bị bắt lên tới 15 năm tù. Và tại Iraq này thì với Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi cũng ký một cái hiệp ước, tức là gọi là nâng cái đối tác toàn diện. Thì Thổ Nhĩ Kỳ. Cái đất Iraq này thì chúng ta biết rằng nó cũng rất là cằn cỗi, nó là cái sa mạc tiểu Á. Đấy, bộ núi nó giống các cái khu vực của như là Afghanistan hay là Iran và một số quốc gia khác, hoặc là cái Armenia dạng dạng như thế này này. Cái chỗ này nó cũng rất là đỏ trú, đánh nhau thì được, chứ còn ở đây thì chắc không bằng thường. Ngày 25 tháng 4 vừa qua thì Nga và Belarus đã ký với nhau thông qua việc học thuyết quốc phòng hai nước. Để chúng ta thì ở bên đất Iraq chúng ta nói chuyện nhé. Thì mỗi lần mà đến một nước nào chúng ta lại view vào đấy nó lại hơi lâu. Tại thấy Iraq chỗ này nó hơi giống Afghanistan. Thì hai bên Nga và Belarus đã thông qua việc học thuyết đó, có nghĩa rằng là Nga sẽ đảm bảo cái hạt nhân. Về coi như là giống như cái ô hạt nhân ấy, nếu mà ai mà tấn công Belarus có nghĩa là tấn công Nga, là Nga sẽ ra đó. À, đến trên núi chỗ này thì sông này, đường chắc, à đúng là con đường.
Đây là đang chúng ta đang ở Iraq các bạn nha. Rồi chúng ta quay trở lại với Đông Nam Á, chúng ta về chỗ Thái Lan. Đắk Lắk thấy lắm. Đây là châu Phi, và qua bên này nó sẽ Ấn Độ, và qua bên này nó sẽ là Đông Nam Á. Tại Thái Lan thì hiện nay đang có những cái thay đổi về cái vị trí trong cái nội các. Chúng ta biết là cái ông này cũng mới lên, ông thủ tướng này mới lên thôi, và ông ngoại trưởng của Thái Lan đã từ chức, và có một số ông phó thủ tướng và một số bộ trưởng đã từ chức. Nhiều lý do gì cái này, nếu mà từ chức thì chúng ta biết là phải được sự đồng ý của vua, vua đồng ý thì là sẽ chức. Hiện nay là Thái Lan là một đối tác rất là tin cậy của Kazakhstan tại Đông Nam Á. Đây là đất nước, đây là Bangkok của Thái Lan, ta ở một góc thôi. Bangkok thì chúng ta thấy là nó cũng rất là hoành tráng. Thì Kazakhstan lẽ ra là Việt Nam sẽ là đối tác tin cậy nhất, nhưng mà không hiểu tại sao thì cái ngôi vị này đã dành cho Thái Lan, nhưng là một cái đối tác có thể nói là tin cậy nhất của Kazakhstan. Và Thái Lan hiện nay ta biết là đang muốn xoán ngôi cái sầu riêng của Việt Nam ấy. Sầu riêng một mùa người ta đã xuất khẩu tới 27 tỷ đô la, người ta thấy rất là nhiều. Ông Tập Cận Bình có kế hoạch đi gọi là công du châu Âu vào tháng 5 năm 2024. Thì chúng ta biết là hết Đức rồi Pháp rồi đến rất nhiều nước, kể cả Mỹ cũng đã, và Trung Quốc, và người ta muốn tách Trung Quốc ra khỏi Nga trong các cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề quân sự và các vấn đề quốc tế khác. Thì trong đó thì Trung Quốc và Nga thì lại ở cấp cao nhất, đã luôn luôn thể hiện cái tình đoàn kết ít nhất là trong cái giai đoạn hiện nay, và có thể nói là cao nhất trong lịch sử cái quan hệ, và người ta cũng thấy có cần có nhau. Trước mắt là rõ ràng là cần có nhau, bởi vì là để mà phá cái thế đơn cực của Mỹ thì không có lý do gì mà lại một trong hai nước này lại đi chơi với Mỹ. Cho nên cái việc mà các nước phương Tây ta lôi kéo Trung Quốc tôi nghĩ là sẽ vô nghĩa. Mà nếu Trung Quốc mà để cho Nga thất bại thì Trung Quốc cũng sẽ thất bại. Nên tóm lại trong cái gọi là ngữ cảnh địa chính trị hiện nay thì họ cần phải chơi với nhau. Nên tuy nhiên thì các nước châu Âu vẫn đang muốn lôi kéo Trung Quốc, ít nhất là về vấn đề kinh tế, bởi vì không thể tin Mỹ được. Mà hiện nay thì đang bị trừng phạt và cấm vận Nga, cho nên rất là khó phát triển. Thì Trung Quốc thì cũng rất là muốn sử dụng các công nghệ của châu Âu, cũng như là bán sản phẩm qua châu Âu, có thể nói là giá rẻ, cho nên là cái quan hệ nó sẽ cũng có lợi. Nhưng mà nếu mà anh đừng có nói chính trị, chỉ nói vấn đề kinh tế, thì Trung Quốc và châu Âu làm ăn với nhau thì rất là tốt. Nhưng mà nếu có vấn đề chính trị vào, còn có vấn đề trừng phạt hay cấm vận nữa thì rất là sẽ khó. Nhưng mà cái vấn đề này thì là một chuyện thôi, nhưng mà tôi có một cái ý nghĩ, tức là nếu mà ông đi qua công du tháng 5 đối với các nước châu Âu, thì tháng 6 ông sẽ không đi dự cái hội nghị thượng đỉnh Đại Thụy Sĩ về hòa bình của Ukraine theo sáng kiến của Zelensky. Đấy, là dự kiến tổ chức vào 15 đến 16 tháng 6. Nếu mà ông tháng 5 ông về rồi thì chả có lý do gì mà 15 ngày sau ông lại qua để ông họp những cái chuyện mà vớ va vớ vẩn như vậy. Thì cái đòn đi của này của ông có thể nói là cũng là tiêu chuẩn kép, rất là có ý nghĩa. Hiện nay Nga đang ủng hộ cái gọi là một cái thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, và biết nó là hai cái nước Cáp Ca này đều là đàn em hết, đánh đấm nhau suốt những cái vụ mà đang có nơi Karabakh. Thì bây giờ Azerbaijan thì nó mạnh hơn Armenia. Armenia trước đây là đồng minh với Nga, sau khi mà rã đám cái Liên Xô thì Azerbaijan thì có vẻ như là ngã sang phương Tây hơn, với Thổ Nhĩ Kỳ hơn, Armenia thì ngã với Nga hơn. Nhưng mà đến bây giờ thì Armenia lại ngã chơi với Pháp, và thậm chí có rất nhiều cái ký kết về quân sự với Pháp. Thì cái điều này không làm cho Moscow hài lòng, như Azerbaijan nói chung là họ không thích, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ láng giềng họ cũng không thích, bởi vì gần nhau đây mà không chơi với nhau mà đi chơi với cái thằng Armenia Pháp thì họ không thích, đơn giản vậy thôi. Thì nhân tiện tại đây thì tôi cũng nói luôn, Armenia này, hôm nay là cái dân ở đây người ta nó chặn
dân Armenia chặn một cái đường cao tốc đi Tehran, tức là từ Erevan đi Tehran các bạn nha. Tại cái thời thực cho từ đây đi sẽ có một cái đường cao tốc Tehran tới Iran. Như vậy là nó cũng có cái vấn đề gì đây, đây là Iran hay Tehran này, cái này cũng là Pháp viết các thứ vào đây, cũng nhảy vào ba cái trò này. Hiện nay thì Pháp người ta đang phản đối, một số người thôi, một số nghị sĩ, một số đảng phái thì người ta đang phản đối là tại sao một nữ ca sĩ Pháp ở gốc Mali lại hát biểu diễn trong cái phiên khai mạc Olympic mùa hè năm 2024 tại Paris. Thì Mali là cái đất nước ở chỗ này đấy các bạn, giáp cái Niger mà vừa rồi mà đuổi Pháp ấy, Mali và Ecuador, ba nước này, xin lỗi Ecuador mà Burkina Faso, ba nước này là tẩy chay Pháp rồi. Thế thì bây giờ tại sao mà lại cho một cái người mà tẩy chay như thế hát? Thì họ này họ đang có những cái ý gọi là phản đối. Hiện nay thì các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Quốc đang rất là lo ngại cái tình hình ở Sudan, ở phía Bắc Sudan. Thì Sudan chúng ta đã đề cập nhiều lần rồi. Đất nước rất rộng, nó có gần chiếm một phần của cái sa mạc Sahara và một phần ở Trung Phi, Trung Châu Phi. Thì nó tách cái Nam Sudan ra rồi, nhưng mà hiện nay cái Sudan gọi là Bắc Sudan, nó không gọi là Bắc Sudan mà nó gọi là Sudan thôi. Còn anh tách ra phía Nam thì gọi là Nam Sudan. Nhưng mà hiện nay cái anh phía Bắc của Sudan này nó gọi là cái vùng Darfur các bạn, Darfur thì họ đây bây giờ họ đang muốn tách ra là thành Bắc Sudan. Nam tách được, tôi cũng tách được ý như vậy, nhưng mà hiện nay Sudan không chấp nhận, cho nên cái xung đột giữa Sudan và Darfur này rất là căng thẳng. Hiện nay là Hội đồng Bảo an rất là quan ngại cái tình hình ở đây. Giáo hoàng Francis hiện nay chúng ta biết là đang ở Vatican, chỗ ở Roma, thì chúng ta có thể vào cái chỗ thánh đường này một tí, chứ lâu lắm rồi chúng ta cũng không vào xem nó nằm ở cái chỗ nào. Đây là đường, hôm nay tôi tìm ngay, nhưng mà bây giờ hình như đã nó khuya khuya rồi, cho nên là đây. À không, đây 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 là cái, đây là đấu trường, đây là đấu trường, đấu trường Colosseum, cái này khác. Có nhiều bạn cũng biết là cái đấu trường này đấy, nó là một trong những cái di sản thế giới tại Roma. Ý thánh đường thì rất là đẹp. Thì ông Francis này ông đang có một cái ý định là ông sẽ tham dự cái cuộc họp của G7 với tư cách là chính thức, chứ không phải là tới để mà nói lên con cỏ con thuốc, nhưng nói là thế. Ta có thể đến cái chỗ đây, tôi view vào cái chỗ này thì chúng ta vào cái chỗ thánh đường này, nơi mà cái ông giáo hoàng Francis đang ở đây. Đây thì chúng ta thấy là rất là tráng lệ, lộng lẫy. Đây là phía trong các bạn nhé, còn chúng ta ra phía ngoài, mà đây nó rộng lắm chứ không phải thế này đâu. Đây, khi hành lễ đây chúng ta thấy khi đấy thì là giáo hoàng sẽ xuất hiện ở tầng 2. Rất là dễ sợ, rất là đông, trường giống như quảng trường.
À, chúng ta phải hỏi chỗ này được chưa? Là đẹp lắm các bạn. Ý này trước đây tôi rất là thích, nhưng mà về sau này thấy nó cũng trời ơi quá. Sống kiểu nó không có bác ái, nhân đạo, mà nó bày đạn. Đây, cái chỗ lúc nãy chúng ta nói này thì ông xuất hiện ở đây. Ông nói. Còn ông phát biểu. Thì trên này thì cao nhìn thấy hơn, cái chỗ dưới này thấp. Rồi tiếp tục chúng ta đến với lại nước Anh. Nước Anh thì chúng ta biết là sau khi nữ hoàng Elizabeth hạ thế vào tháng, tôi không nhớ là tháng mấy của năm 22, thì là tháng 9, thì con trai của bà tên là ông Sát, là thái tử Sát, và lúc đấy là coi như là được trao cho làm vua của nước Anh, kế vị bà mẹ. Thì ông này cũng rất tiếc là 2 năm qua thì ông chưa làm được cái gì, thì ông đã bị mắc một cái bệnh, tức là ung thư. Và hiện nay thì nước Anh cũng như là hoàng gia Anh đang tính cái chuyện đám ma này, đám tang, xin lỗi, gọi là đám tang này. Thế thì ông khả năng bị tiền liệt tuyến, nhưng mà ông bảo ông không phải cái bệnh đấy. Đấy là cái bệnh công khai người ta nói thôi, không công khai thì không nói. Thì chúng ta thấy là nếu mà trong trường hợp mà ông này lại tiếp tục gọi là viên tịch thì tạ thế, thì đấy thì lại một cái hoàng tử khác lên thôi. Thì các cái thành viên trong cái hoàng gia Anh chúng ta biết là rất là tạp, rất là lung tung, có thể nói là công nương rồi hoàng tử công chúa đủ dạng đấy, nó đủ thứ, gọi là xin lỗi, gọi là bệnh hoạn về tư tưởng. Cho nên là bây giờ lên làm vua một cái đất nước này thì biết được nước Anh nó phải là cái gì rồi. Và chúng ta biết là khi mà lên một vị vua lên thì cái đồng tiền đấy, đồng trinh, đồng xu là nó sẽ in cái tên của cái vị vua đó, và tất cả các nước thì giống như là các nước mà trong cái gọi là Liên Hiệp Anh hoặc là cái khối khối thịnh vượng, mà chủ yếu là các nước trong Liên Hiệp Anh, ví dụ như là Australia, Úc hoặc là New Zealand, số nước khác, những các xứ Wales rồi những là Bắc Ireland v.v. thì người ta sẽ có cái đồng tiền của vị vua đó. Thì tôi nhớ là trước đây là bà Elizabeth, sau đó là ông này mới được 2 năm, chắc là 3 năm chắc chết thôi, thì lại tiếp tục lại in một vị vua khác lên xu. Cho nên những cái nước khác ở đâu đâu tự nhiên là bây giờ lại đi in tiền xu của một cái vị, nó gọi là cũng là nguyên thủ quốc gia của họ luôn đấy các bạn nhé. Ví dụ như Úc là coi như cái ông Sát này cũng là nguyên thủ quốc gia của Úc, thì chúng ta thấy là rất là trớ trêu. Bây giờ chúng ta lại về Đông Nam Á. Đây đây là London của nó, London, và lại nắm London một tí. Hình như hồi giờ hôm trưa hôm chiều chúng ta cũng có một cái thông tin nói về nước Anh, thì tôi cũng đã đưa các bạn xem các cái hình ảnh của London, xem trên nóc nhà nó có. Bây giờ chúng ta lại đến Đông Nam Á, mà chúng ta đến Campuchia. Lúc nãy Campuchia tôi quên nói luôn, nhưng mà cũng không nhớ đâu ạ. Các cái thông tin là có cập nhật lúc nào thì ta nói lúc đấy thôi, chứ còn thì gặp một cái Campuchia mà nhớ nói hết được tất cả các cái vấn đề của Campuchia thì nó khó lắm, không phải dễ đâu. Mà Iraq thì tôi nhớ là nói được 2 3 vấn đề, Thái Lan nói 2 3 vấn đề. Campuchia này thì chúng ta biết là cái kênh Phù Nam đấy, hôm trước chúng ta nói là chạy qua 4 tỉnh, mà nó cắt cái sông Ba Sắc mà chạy về Hậu Giang, nó rất là xẻo. Nhưng mà sau nhiều lần nói tiếng lên tiếng qua lại, cũng như là cái tiểu vùng phim Mekong cũng có lên tiếng, nhưng mà hôm nay ông Hun Sen cũng lại chính thức là Campuchia sẽ quyết tâm làm cái kênh này vì lợi ích của người dân Campuchia, vì thủy lợi, về trồng trọt, rồi về lũ lụt, rồi về nói chung là có lợi về vận tải thủy vân vân. Thì và mong Việt Nam hiểu điều đó, chúng tôi sẽ quyết tâm làm theo kế hoạch là tháng 10 này khởi công, và 1,7 tỷ và làm trong vòng 4 năm. Thì ông nói hôm nay ông này gần như là tuyên bố cuối cùng, và vẫn cảnh tỉnh Việt Nam, mà Việt Nam chúng ta rõ ràng chúng ta cũng có lên tiếng ấy, và chắc không phải thua. Tại Tây Ban Nha, Tây Ban Nha là một nước ở gần cảnh Pháp đó. Đây, cũng biết là Pháp, đây là Tây Ban Nha.
Liên bang Nga hiện nay có hàng vạn người đang biểu tình đòi thủ tướng từ chức ngay lập tức. Có một số scandal nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời gian để chúng ta nói nào. Ông Elon Musk là đúng ra là qua Ấn Độ để chuẩn bị làm cái số cái dự án rất lớn về cái IA rồi cũng về cái Tesla về cái xe điện. Nhưng mà ông lại đột ngột ống hoãn, không biết là do Trung Quốc mời chào hay là do bên này đang bận bầu cử. Hiện nay ông qua Trung Quốc, tức là đột ngột qua Trung Quốc rồi các bạn nhé. Hiểu tại sao? Thì chuyển qua Trung Quốc chúng ta cũng ghé Tây An một chút các bạn nhé. Tây An nó gọi là Xi'an, Xi'an. Nếu mà qua Trung Quốc mà muốn tìm hiểu 1.000 năm đấy thì chúng ta sẽ qua Trung Quốc, đấy chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái nó mang tính cổ này. Xi'an này, thành quách của nó rất là ghê, có từ 1.000 năm trước. Đối với Trung Quốc 1.000 năm thì phải gì cả. Mong cho xem này các bạn, sống cho xem. Trung Quốc thì toàn núi là toàn cái cổ không ạ? Nói chung cứ khoảng 100 năm thì đến đến Thượng Hải, chứ khoảng 1.000 năm là đến Tây An. Cây của nó cũng cổ rồi. Rồi chúng ta rời khỏi Trung Quốc, tức là mất ông đến Trung Quốc chứ không phải không được không đến Ấn Độ. Chúng ta đến Litva. Litva là một quốc gia Baltic, nó gần giáp với chúng ta biết là giáp với Belarus. Bờ biển Baltic. Và này các bạn. Đây chúng ta đến một cái thành phố Kanal, tức là của Vilnius, của Latvia chứ không phải là đến Vilnius, thủ đô nó là Vilnius các bạn nhé. Thì thành phố này nó cũng bé thôi nhưng mà nó cũng rất là xinh. Thì chúng ta ở cái thành phố này chúng ta nói chuyện với Litva tí. Ông đại sứ tại Lít, ông đại sứ Litva tại Thụy Điển, ông tên là Lajos Vilnius, thì ông nói rằng cái cầu Crimea sắp bị tấn công, và ông có chú thích ở trong dưới một cái bài viết, cái ảnh ảnh này, ông nói rằng những ai chưa chụp hình cầu này, chưa chụp ảnh với cái cầu này thì nên tranh thủ chụp chứ không thì là kẻo không kịp. Thì ông phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc là ông lên tiếng chỉ trích ngay. Ông nói là một chính trị gia mà ăn nói như vậy là coi như là nó không hợp khẩu vị. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tính cái chuyện tấn công Crimea và nghĩ rằng là sẽ lấy được Crimea. Tấn công cầu Crimea sau đó chia cắt và sẽ tấn công Crimea. Chúng ta biết là nếu mà tấn công Crimea thì rõ ràng nếu mà Nga mà mất cái cầu đấy thì cái hậu cần nó sẽ rất khó để cái tiếp viện hoặc là rút lui hoặc là đưa thương về, nó thì nó sẽ rất khó, phải đi qua một cái biển, chỉ có cái chỗ Zaporizhia thôi là xa. Thì khi mà họ đánh như thế này ấy, đánh cái cầu đó xong ấy, thì lúc đó nó sẽ cấp tập đánh Crimea. Thì tôi nghĩ là cái đợt mà vũ khí, cái gói gói viện trợ vừa rồi nó rất là quan trọng, và có thể người ta muốn căn cứ vào các cái gói này gọi là có thể đánh một lần. Mà tôi nghĩ là nếu mà đánh quả này thì Nga sẽ trả đũa và có thể lấy lực lấy nó xa luôn. Nga phải cẩn thận chỗ này, chứ còn nếu không thì tình hình nó có. Bây giờ nó có cả cái tấn công mà nó có cả cái hệ thống phòng không nữa. Rồi bây giờ mà không không giải quyết được cái vấn đề Odessa và Nikolaev thì chắc chắn là Nga sẽ rất là khó khó cho cái hạm đội Việt Nam, cũng như khó để giữ được cái cửa đó. Có thể nói là như vậy. Crimea thì đối với Nga thì không thể mất rồi, bất khả mất, nhưng mà có cái là nó sẽ rất là mệt mỏi. Hiện nay thì tại cái biên giới giữa Tajikistan và Kazakhstan, chúng ta biết là Tajikistan và Kazakhstan là hai cái nước ở vùng Trung Á. Đây, thì đây là Nga thế này, thì đây chúng tôi thấy là đây là Kazakhstan.
Phía dưới này thì chúng ta thấy là Kyrgyzstan, và phía dưới này là chúng ta thấy là Tajikistan. Tajikistan muốn qua Nga, người ta thường thông thường người ta đi Kyrgyzstan và đi tới Kazakhstan, sau đấy đi qua Nga. Nhưng mà Tajikistan ấy, cái người thì nó gọi là người Tajik các bạn nhé. Ví dụ Uzbekistan thì nó người người đó là người Uzbek. Turkmenistan thì là Turkmen. Thì đây là người Tajik thì qua Kyrgyzstan rồi đi qua Kazakhstan. Thì người ta bị bắt ngay tại cái biên giới này, không phải bị bắt mà bị ách lại tại biên giới Kyrgyzstan và Kazakhstan. Thì Nga nói chung là 14 tuổi trở xuống và 60 tuổi trở lên thì có thể vào Nga được, chứ còn trong ngoài độ tuổi đấy thì không được. Chúng ta biết Tajikistan vừa rồi nó gây ra một số cái đối tượng, gây ra cái chỗ mà vụ Crocus ở Moscow chết rất là nhiều người, khoảng 150 người. Và hiện nay các nghi phạm đã bị bắt lên tới 12 tên. Nhưng mà hiện nay cái vấn đề mà cái người này ta nhập cảnh vào là không được. Một chính trị gia người Đức nói trên cái tờ Bild, tôi là một cái tờ báo rất là uy tín của Đức, nói rằng Nga nên trả lại hết cái lãnh thổ cho Ukraine để mà được hoàn trả lại cái tiền phong tỏa 300 tỷ của Nga. Thì không biết các bạn nghe nào, chứ tôi nghe thấy thế này thì không biết tại sao nó làm chính trị gia tôi cũng không hiểu nữa. Cái đầu nó dốt đến cái mức như vậy. Cái tiền thì tiền của tao, đất đất của tao, bây giờ là bảo là trả cái đất này cho Ukraine thì họ sẽ trả cái tiền của Nga cho Nga. Đấy, tôi dùng từ như vậy là các bạn thấy là coi như một cái chính trị gia nó không hiểu một tí gì cả. Cho nên cái đầu chúng nó ngu như thế, cho nên nó mình làm chư hầu của Mỹ là đúng rồi. Cho nên các bạn, nhiều bạn cứ bảo là nó phải là đồng minh chứ không phải chư hầu, không, cái đầu như thế là đầu chư hầu. Như Olaf Scholz mà bây giờ qua nói với Trung Quốc là đừng chơi với Nga mà chơi với tao, chơi với Mỹ, đúng cái đầu đó là đầu chư hầu. Và tại Hamburg thì hôm nay là chúng ta biết lại có một cái vụ Hamburg, thì chúng ta biết nó là một cái thứ bắc này cảng lớn đấy các bạn, để ra được cái nó con sông này, ta thấy nó ra ngoài biển này, Baltic này, đây là con cảng lớn lắm à. Biết thế rồi. Thì hôm nay tại Hamburg này nó có cái gì, và Hamburg đây là một trong những thành phố tôi rất thích xưa, thì nói chung là đừng có đánh Nga thì cái gì tôi cũng thích hết, nhưng mà đánh Nga rồi mà tự nhiên mình mất cảm tình. Đây, thành phố lớn không. Thì hôm nay có một người Hồi giáo đốt cái kinh Koran ở đây, mà trong khi đó có cảnh sát đứng để bảo vệ cho người ta đốt. Cái này tức là nó lại tiếp tục nó gây gây với cái dân Hồi giáo rồi, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ rất là đáng điên. Cái bọn Đức với bọn Thụy Điển với bọn Phần Lan này là nó hay đốt cái Đan Mạch này, hay đốt cái cuốn kinh đó, mà lại được cảnh sát sở tại bảo vệ, chúng ta thấy là rất là vô lý. Người Hồi giáo thì người ta cũng đang biểu tình lớn ở Hamburg các bạn nhé. Ở đây xin lỗi là nó là biểu tình, người Hồi giáo người ta đang biểu tình ở cái chỗ mà đốt kinh Koran, là Thụy Điển đốt, xin lỗi, là một phụ nữ đốt, có cảnh sát bảo vệ. Iran hiện nay đang rút quân khỏi Syria. Nga hôm nay tuyên bố là tấn công một cơ sở ngầm tại Nukolaev và tiêu diệt được 20 lính Anh. Nó gọi là lính mà nói tiếng Anh chứ không nói được tiếng gì hết thì chắc chắn là Anh rồi. Chứ Pháp nó cũng nói tiếng Anh chứ nó chả bị gì đâu, nhưng mà lúc nói Pháp lúc nói Anh, nhưng còn nói chỉ biết nói tiếng Anh thì chỉ là cái Anh của Anh rồi. Thì nó làm gì ở đây? Nó ở nhà máy đóng tàu, và hình như chúng nó đang lắp UAV hoặc là các cái đạn của tên lửa gì đây, thì chắc là chuẩn bị tấn công cũng có thể là lính Mỹ đấy các bạn, sĩ quan Mỹ đó. Nó vừa rồi nó đang nhập lô Attachment này, cái loại mà tên lửa tầm xa 300 km, thì kiểu như Nikolaev nó đánh tới thì Nga sẽ tưởng đâu là Kerem, xong rồi sang lại Nga lại trả đũa Kerem, cái dạng như vậy. Còn cái bình luận về cái gói cứu trợ vừa rồi đấy, thì chúng ta biết là nhiều khi nó cũng không không ghê gớm lắm như như người ta đang thêu dệt đâu. Em tôi nghĩ là chưa chắc nó đã đến tay, và nếu mà nó đến tay thì nó cũng không có nguy hiểm đến cái mức mà người ta
đang bàn tán sợ sợ đến mức đấy. Tại vì cái Ba Lan nó đưa qua đây chúng ta thấy là khi mà bên bên Mỹ chưa ký thì nó đã tuồn vô rồi, ít nhiều là vô rồi. Còn khi mà nhận giao nhận, các bạn biết là nó giao nhận bên cái đất Ba Lan chứ không phải giao nhận bên đất nước qua Lửa Vốt đâu, nó nhận bên này. Tại vì qua bên này, qua biên giới với Nga đánh một cái thì nó mất công, cho nên là nó giao bên này, mày phải nhận tao đã, xong mới qua đấy chuyện của mày đấy. Chính vì thế cho nên là cái gói cứu trợ này tôi nói là nó chỉ có hối lộ mấy cái thằng nhận đây thôi là xong. Mày coi như có 7 cục, 7 cái thùng đi qua thì mày cứ nói là 10, hoặc là trong cái thùng đấy có thùng rỗng hay thùng không là coi như mày cứ nói là có đây, mày có tiền. Đi qua ngay là bắt đầu là chính cái bọn Mỹ hay là cái bọn này bắt đầu báo cho Nga biết là toàn tàu đang đi tới đó, thì thí dụ như là xong rồi Nga đánh thì coi như là có cũng như không. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Tức là đánh một y một đoàn tàu coi như bay hết tất cả vũ khí đạn dược trong đó, thì hóa ra nó thì nó xuất có 7 thôi, nhưng mà nó lấy tiền của Ukraine lấy 10, thì qua đây là 10 hay 7 đều đánh tan hết thì coi như như nhau đấy. Cho nên là cái cứu trợ này tôi nói là đấy, là chưa nói là nó những cái nó tức là nó lại quả tiền đấy, nó lại quả đấy. Thay vì là ta đưa vào chừng này là mày phải đưa ta chừng kia, rồi là nó cũng vội vội vàng vàng để mà bây giờ nó đưa là coi như còn Zelensky đây còn ngồi còn ký nhận, chứ sau này mà đến 20 tháng 5 thì làm sao đưa cho ai ký đây, chính quyền nào đây, nó không hợp pháp, không ai trả hết. Và nó bây giờ nó đang vội vàng để mà coi như để mà cầm cự cho đến khi mà Biden tháng 11 này bắt đầu là loạn quạng là bầu cử, cho nên nó vội vàng. Tất cả những cái này tôi nghĩ là không có quan trọng lắm đấy. Chưa nói qua tới đây là Nga bỏ, qua tới đây là Nga bỏ, thậm chí đang lắp ráp tại Nikola là Nga bỏ lại đây này, chính ở đây là bắn qua cái đường này rất là ngon. Thế cho nên tất cả những cái vấn đề này đấy, chưa chưa nói là cái Hạ viện nó thông qua để cho cái ghế của cái thằng Michael Johnson để nó yên. Và khi mà nó thông qua như vậy thì nó cũng trước khi thông qua để tới cái mã là gâu, tức là cái biệt thự của ông Trump ấy, riêng ở Florida, là coi như là đã thông với ông Trump rồi, xong về cái nó bắt đầu đồng ý.